phúc đang chờ em ở đâu mà em tìm mãi phép nhiệm mơ. Giữa cuộc đời muôn lối từ lúc bắt đầu chỉ thấy qua nhiều đớn đau. Người cũ đã rời em đi, hết nước mắt trong em chẳng còn gì. Những ngày phía trước liệu người mà lâu nay Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN từ ngày 19 tháng 8. Anh Xã ơi, mở cửa cho em đi mà, đừng có làm vậy mà. Em biết lỗi rồi, em xin lỗi. Anh Xã ơi, anh Xã ơi. Em biết lỗi của em rồi mà anh Xã ơi. Hạnh Phúc ơi, lúc chị đốt đồ của chị hai tôi á, chị mạnh miệng lắm mà. Bây giờ bị đuổi là đáng rồi, khóc lóc gì nữa. Cô Út ơi, tôi biết lỗi của tôi rồi mà. Cô Út thương tôi, cô Út nói với anh hai của cô giùm tôi một tiếng đi. Cô Út, thằng Phúc Luân với cái bầu này nè là cháu ruột của cô mà cô Út. Cái bầu này nó là cháu ruột của cô đó cô Út. Không lẽ cô nở lòng nào, cô để tôi đẻ ở ngoài đường, cô để cho mấy đứa cháu của cô nó ở đầu đường xó chợ sao cô Út? Nè, tôi nói cho chị nghe, tôi chỉ có một cháu trai duy nhất là Trung Quân mà thôi. Sao mà cô nói vậy được? Tôi biết nào giờ cô có ưa tôi, nhưng mà cô đâu có thể nào chối bỏ máu mủ ruột rà của anh Phúc được chứ. Tôi nhìn cái mặt của chị thôi á, là tôi nhớ tới cái cảnh thằng Trung Quân nó lao vô đống lửa nó dập, là máu tôi nó dồn lên tới não, chị hiểu không? Chị cũng là người phụ nữ, cũng có con mà, sao chị không biết xót thương chút nào hết vậy? Tôi biết lỗi rồi mà. À, mà tôi cũng quên, chị là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác mà. Cũng có tốt lành gì đâu mà thương con riêng của chồng chứ. Tôi nói cho chị nghe, tôi chưa lôi đầu chị lên công an vì tội phá hoại gia đình người khác là may cho chị rồi đó. Vừa về tới nhà nhìn thấy cái mặt của chị là tôi nổi điên à. Cô Út à, alo tôi nghe nè. Cà phê hả? Ờ tôi tới liền. Nè cô Út ơi, cô nói giúp giùm tôi đi. Cô Út, cô Út à. Trời ơi cái con quỷ này, nhìn cái bản mặt muốn lội đầu xuống đập cho một trận. Bằng mọi giá phải ở lại cái nhà này cho bằng được rồi hắn tính. Dù có phải gian sinh quỳ lại, mình cũng phải nhịn tới cùng nghe chưa sụ. Đúng là sai một ly đi một dặm mà. Sụ ơi là sụ. Hết giờ, mời ban giám khảo cùng lên xem hai tác phẩm. Mời chị, mời chị, mời ban giám khảo. Ban giám khảo thấy thế nào à? Xin ban giám khảo có ý kiến à? Thật không hổ danh là con dâu trưởng của xưởng thiêu Đỗ gia. Nhất là thiêu qua một mặt thì thật sự rất khó.
Bởi vì một cánh hoa đỏ rực đi từ nhạt sang đậm. Mọi người nhìn xem, cái mũi chỉ đơn này, cánh hoa được thêm mềm mịn như là hoa thật vậy, trông rất sống động. Cảm ơn bà. Mời mọi người qua bên này xem tác phẩm của Ánh Dương. Hoa của cô Ánh Dương thêu cũng tinh xảo không kém. Phối màu rất sáng tạo, cánh hoa mượt mà. Khi thêu một tác phẩm, dù là chủ đề gì, thì người nghệ nhân đều phải có thời gian đào sâu, phân tích về tác phẩm đó. Phải biết quan sát hoa ở ngoài thực tế, để hoa có sự sống động, thì cần phải nắm giữ nguyên lý về ánh sáng. Từ đó, có thể chọn tông màu chỉ sao cho phù hợp, để có thể thể hiện được tác phẩm một cách sống động nhất. Trong quá trình thêu, thì phải xác định được đường đi của ánh sáng, để có thể chuyển đổi màu chỉ sao cho phù hợp. Kết hợp với luật viễn cận khiến cho bức tranh thêu có chiều sâu, và tất cả các chi tiết phải có sự hài hòa, có sự tinh tế tới từng milimét. Ở đây tôi thấy Ánh Dương và Thúy Hạnh đều làm rất tốt điều này. Tuy nhiên, ở đây Ánh Dương còn có một sự sáng tạo, đó là đưa vào đây hai con bướm. Đó chính là tấm lòng mà cô con dâu thứ hai của tôi muốn dành cho con gái của mình, đó là bé Bảo Quỳnh. Như vậy, thưa quý vị, chúng ta đã biết người thắng cuộc ở vòng thi này đó là ai. Chính là con dâu thứ hai của tôi, Ánh Dương. Và bây giờ xin kính mời quý vị sang phòng bên, chúng ta dùng bữa trưa để chuẩn bị vào vòng thi thứ ba. Xin kính mời. Dạ, xin mời chị. Chị chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chị. Nhờ có Bảo Quỳnh cho nên em mới có sự sáng tạo như vậy á. Cảm ơn con gái của mẹ. Nếu như mình cũng có con thì vui biết mấy. Mẹ ơi, con phải về học bài. Ừ, con về nhà đi. Dạ. Anh xã, anh chịu tha lỗi cho em rồi hả? Anh cho em vô nhà nha. Vô nhà dọn hết đồ của cô và thằng Luân ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Cái gì? Anh nói gì vậy? Anh xã, anh đuổi mẹ con em đi thiệt hả? Tôi nói cho cô biết, cô về đây ở có mấy ngày mà cô đốt sạch hết đồ của mẹ thằng Luân. Nếu cô ở lâu, cô đốt trụi hết căn nhà này, và cô còn hành hạ thằng nhỏ ra nông nổi như thế nào nữa chứ. Không phải vậy đâu mà, anh đừng có nói vậy. Tại vì lúc đó đó, em nghĩ tới thằng Trung Quân. Em không muốn nó mỗi ngày bị ám ảnh bởi người mẹ quá cố của nó, cho nên em lỡ tay. Vậy sao? Nhưng mà bây giờ trong mắt nó, cô là người đàn bà độc ác nhất, thì làm sao có thể tiếp tục sống chung một nhà được? Dạ được, dạ sống chung được mà. Em hứa từ nay về sau á, em sẽ thương Trung Quân như là thương con ruột của mình vậy đó. Anh à, em thường luôn sao á, em sẽ luôn thần Quân y chang vậy. Tại đầu óc em ngu quá, không biết lúc đó em nghĩ sao mà em lại hành động vậy nữa anh à. Nhưng mà em chỉ tiện tay đốt có mấy bộ đồ à. Mà anh nghĩ sao, anh tưởng tượng ra em đốt nhà, sao em dám làm vậy hả? Đúng rồi. Đi vô trong nhà, gom hết tất cả đồ đạc của cô, biến ra khỏi nhà tôi. Anh, thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đón xem tập mới lúc 0:00 các ngày trong tuần trên VOON.
Cô tật giật mình. Nếu mà anh Dương là người hại Quốc Tài, chắc chắn nó sẽ có thái độ khi thấy cây kéo này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào vòng thi thứ ba. Đề thi của các con sẽ là mỗi người sẽ thêu một tấm áo với những mẫu thêu tùy ý lựa chọn theo sở thích và theo cảm xúc của mình. Hai con bắt đầu đi. Cảm ơn em. Phản ứng của anh Dương như vậy, chẳng lẽ nó chính là thủ phạm? Có chuyện gì vậy anh Dương? Dạ không có gì đâu chị. Thở đi con, ráng lên con, ráng lên.
ơi, ráng lên con Quốc Tài ơi, ráng lên con, ráng lên. Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOV từ ngày 19 tháng 8. Mời quý vị, mời ban giám khảo cùng lên xem tác phẩm. Một cái kỹ thuật theo khá đơn giản, không có ý trau chuốt về mặt kỹ thuật. Thế nhưng khi nhìn vào chiếc áo này, ta có thể nhận thấy người thêu với tâm trạng thả lỏng làm cho trang phục rất là nhẹ nhàng, nhưng không hề có sự nhàm chán. Điểm nhấn của chiếc áo này là thêu chim phượng tượng trưng cho sự cao quý. Cổ áo và tay áo thêu rất tinh tế và sắc sảo. Đúng là nghệ thuật thêu đỉnh cao. Tuyệt vời quá. Xin mời qua xem áo của anh Dương ạ. Còn chiếc áo màu đỏ của cô Ánh Dương có thêu một cánh hoa Coconico. Cô ấy chọn màu vải tương đồng với màu hoa, vừa là một ưu điểm, vừa là tả thật. Ưu điểm là chọn màu sắc như vậy, màu ấy sẽ nói lên đẳng cấp và cá tính của người mặc, là quý phái, sang trọng, mạnh mẽ, tự tin, tràn đầy năng lượng. Thách thức là phải làm sao cho chi tiết hài hòa phối với màu áo, không khiến nó bị chìm, bị lu mờ trong đó. Khi chọn màu chi tiết cho những cánh hoa, màu chủ đạo duy nhất là màu đỏ. Như vậy sẽ khó cho người thêu hơn, vì không gian cho màu sắc thu gọn hết mức có thể. Vì vậy người thêu cần tinh tế, hết sức uyển chuyển trong việc liên tục điều khiển các sắc độ đậm nhạt sáng tối, để tất cả đường nét cánh hoa đang bung ra trên nền vải. Chứng tỏ cô Ảnh Dương rất xuất sắc khi thể hiện kỹ năng này trên áo. Đúng rồi. Ồ, có máu. Ủa sao? Sao lại có máu? Dạ thưa mẹ, cái này chỉ là sơ suất thôi ạ. Đã là thêu đỉnh cao thì không được phép xảy ra bất kỳ một sơ suất nào. Vậy tôi tuyên bố dòng này người thắng cuộc là Thúy Hạnh, đồng nghĩa với việc Thúy Hạnh sẽ là người đứng đầu xưởng thêu nghệ thuật Đỗ Gia. Mẹ, chỉ vì vết máu nhỏ đó thôi mà xử con thua cuộc là con không phục. Sản phẩm thêu của Đỗ Gia xưa nay, ngoài việc công phu tạo nên nét đẹp thương hiệu thì phải sạch sẽ và không có một vết nhơ. Sự điêu luyện về kỹ thuật thực ra chỉ là phương tiện để diễn đạt nghệ thuật. Cái cốt lõi chính là tâm hồn của nghệ nhân. Anh Dương, con nên coi lại bản thân mình đi. Mẹ không muốn nói thẳng ra ở đây. Tôi xin cảm ơn mọi người đã tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị qua phòng khách để Đỗ Gia chúng tôi nói lời tri ân ạ. Dạ. Mẹ. Xin mời. Mẹ. Hả? Mẹ ơi.
con còn muốn nói gì nữa chứ? Không phải con đã được tham gia lễ nhập môn và hiểu hết các quy củ rồi sao? Nếu con không có một trái tim trong sáng thì sẽ có ngày cây kim sẽ đâm vào ngón tay của con, và người bị thương chảy máu chính là con chứ không phải ai khác. Con biết trước giờ mẹ không thương con bằng chị hai, nhưng con xin mẹ, mẹ cho con thêm một cơ hội nữa đi. Con hứa con sẽ cố gắng thay đổi mà mẹ. Từ nay người đứng đầu Đỗ gia chính là Thúy Hạnh. Đây là lời tuyên bố của mẹ. Tứ Hải Trọng Minh, 16 giờ thứ tư đến chủ nhật hàng tuần, xem thuyết minh sớm nhất trên Vion. Giờ này mà còn vui vẻ ăn trứng hả? Con có biết là tại con làm mất đồ của mẹ nên mẹ mới thua không? Con không có ý mà mẹ, con không biết gì hết trơn á. Con chối nữa hả? Tại sao con lì vậy? Tại sao con lì vậy? Ở trong phòng không có ai hết, con không làm mất thì ai làm mất hả? Anh Dương, em làm cái gì vậy? Em đừng có đánh con nữa. Chị kệ nó đi. Sao lại kệ được chứ? Bảo Quỳnh đó là cháu của chị mà. Chị đừng có giả bộ như vậy. Chị đang cố tình tạo ra sự so sánh để cho mọi người, và nhất là anh Tài, thấy em là một người mẹ ích kỷ đúng không? Tại sao lúc nào em cũng biết trách móc người khác mà không coi lại bản thân mình vậy? Em vô cớ làm mất chiếc áo của chị, chị chưa truy cứu không có nghĩa là chị bỏ qua chuyện này đâu. Còn nữa, đừng bao giờ xúc phạm đến tình cảm của chị dành cho Bảo Quỳnh. Mẹ ơi, con không biết mà, con không biết gì hết trơn á. Nín, nín đi con. Con không biết gì hết. Bảo Quỳnh, xin lỗi chị, tại em hơi nóng. Có gì chị mà khóc vậy hả? Mẹ la con. Sao vậy? Mẹ la vì con làm mất áo của mẹ. Mẹ con đâu có biết. Tự nhiên cái mẹ đánh con à. Bảo Quỳnh à, ba xin lỗi con nha. Lỗi là cho ba. Ba lấy cái áo của mẹ con. Ba lấy cái áo của mẹ. Ba có biết là mẹ theo cái áo đó vất vả lắm không? Ba biết. Hay là ba muốn mẹ thua cuộc? Bảo Quỳnh à, nhưng ba làm như vậy là vì con đó. Không. Ba làm như vậy khiến cho mẹ la con, rồi mẹ khóc, mẹ buồn. Tất cả là do ba hết. Con ghét ba. Quỳnh. Quỳnh à, Quỳnh. Anh nhất định phải hại em thua cuộc rồi anh mới chịu đúng không? Blackout, cái chết của Bạch Tuyết, 19:50 thứ sáu thứ bảy hàng tuần, xem thuyết minh sớm nhất trên Vion. Đúng không? Có đúng không? Tất cả là lỗi do anh. Em đừng có la Bảo Quỳnh.
con nó không có lỗi gì đâu. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Tất cả vì anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như gia đình khác thôi. Anh ơi, gia đình mình có cái chỗ nào là không bình thường? Em hãy tự hỏi lại mình đi. Em đã làm tròn bổn phận của một người vợ chứ? Hay là em chịu lấy anh chỉ vì muốn tranh giành vị trí đứng đầu của Đỗ gia thôi? Anh là người cậu hôn em đó. Không lẽ bây giờ anh thấy hối hận rồi hả? Ý anh không phải là như vậy. Nhưng còn chuyện tại sao em lại coi trọng chuyện thừa kế hơn là con gái của em chứ? Anh Dương à, ngày xưa em hiền lành, em thơ ngây, còn bây giờ em thay đổi đến mức mà anh không còn nhận ra nữa. Em không nghe, em không nghe anh nói nữa đâu. Ngày hôm nay em thua là tại anh, là tại anh hết đó. Bây giờ em nói bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì người thừa kế vẫn là chị hai thôi. Em không chấp nhận. Em sẽ nói mẹ cho em thi lại. Em vừa nói gì chứ? Em muốn làm gì nữa? Em lại tính dùng thủ đoạn để hại tiếp chị hai. Anh đã nhìn thấy em đốt đồ dự thi của chị hai. Tại sao em làm như vậy? Em có biết là anh thất vọng về em lắm không? Em nghĩ đi, nếu như anh nói chuyện này cho mẹ biết, mẹ sẽ cấm em cầm kim thêu, đừng nói tới chuyện đi thi lại. Rồi em ra được em nói sao với học trò của em, rồi những người trong ngành nữa. Anh Dương à, anh xin em đó, em dừng lại đi. Nếu như em chịu sang Mỹ với anh và con thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Anh thương em lắm anh Dương. Anh luôn muốn gia đình mình sống hạnh phúc bên nhau. Anh muốn sống hạnh phúc bên em và con mà. Nếu như đi Mỹ thì đồng nghĩa với việc em không được theo nữa. Nhưng mà bây giờ theo là cuộc sống, là hơi thở của em. Em không dừng lại được. Cho dù anh nói yêu em bao nhiêu lần đi nữa, em cũng không bao giờ từ bỏ. Ăn cắp gì à? Hả? Mẹ con lúc còn sống mong muốn được mặc chiếc áo dài do chính tay con may và thêu. Nhưng mà bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Thôi được rồi, ta sẽ tặng cho mẹ con tấm áo đây. Không nên ăn cắp đồ nghe chưa? Con cảm ơn cô. Liễu Chu Ký, 19 giờ các ngày trong tuần, xem thuyết mình sớm nhất trên Vion.
Chị ơi, chị là một người mẹ rất hạnh phúc vì chị có một đứa con gái rất hiếu thảo. Hy vọng là chị siêu thoát, siêu sinh tịnh độ nơi cực lạc. Đây là chút tấm lòng của Đỗ gia chúng tôi giúp cho cháu lo hậu sự cho mẹ. Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều lắm. Con cảm ơn cô nhiều. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Thôi được rồi. Con cảm ơn cô. Đây là anh Tư, đây là bác hàng xóm của con. Còn đây là Triệu Dương, em trai của con. Đứng lên con đi các cháu. Con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Nhờ các chú các bác hàng xóm với lại cháu Tư giúp cháu nó lo hậu sự, tôi xin phép. Con cảm ơn cô. Khi nào lo việc của mẹ xong, nếu muốn học nghề, cháu có thể vào Đỗ gia của chúng tôi. Chúng tôi xin sẵn lòng. Dạ, con thích theo lắm. Con cảm ơn cô. Tôi xin phép. Nếu không có ngày hôm đó thì chưa chắc cuộc sống của mình được như bây giờ. Cô buồn gì thua cuộc à? Có phải là do tôi nghèo không anh Tư? Tôi nghèo đến họ mới khinh tôi đúng không? Không phải vậy đâu. Bà chủ có bao giờ chê gì cô nghèo đâu. Họ chưa bao giờ coi tôi là con dâu ở trong nhà. Lúc nào tôi cũng giống như một người giúp việc không lương ở trong cái nhà này. Không đâu, để cô nghĩ vậy thôi. Chứ bà chủ không phải là người như vậy đâu. Anh đừng có nói như vậy. Anh Tư mới mua kéo hả? Ừ. Hết kéo sao anh không nói với tôi? Ở trong kho còn nhiều lắm. Tôi có cây kéo cũ, nó bị gãy mũi mà tôi xài lâu lắm rồi. Hôm bữa gặp bà chủ, bà chủ nói là không nên xài cái kéo gãy mũi đó nữa, cho nên là bà mới đưa tôi cây kéo này nè. Cây kéo bị gãy mũi. Anh lấy nó ở đâu? Tôi lượm nó ở ngoài giường á, cũng lâu lắm rồi. Bây giờ bà chủ đang giữ nó đó. Ủa, mà có chuyện gì vậy? Chết tôi rồi. Cái kéo gãy mũi đó là của cô à? Anh giết tôi rồi. Trời ơi. Dạ thưa mẹ. Con làm gì mà lắm la lắm lét vậy Dương? Dạ không có gì đâu mẹ. Chắc là con hơi mệt trong người. Con xin phép.
tải Vion để xem ngay loạt nội dung hot nhất tháng 8. Không lẽ mẹ biết chuyện đó rồi? Nhưng mà cũng không đúng. Nếu như mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ không để yên cho mình. Chắc chắn vậy. Mẹ còn tổ chức cuộc thi để làm gì? Bây giờ mà mình có nói như thế nào đi nữa, mẹ cũng không bao giờ tin. Chỉ còn một cách. Sao? Trời đang mưa, sao em không ở nhà? Em ra đây đứng chi vậy? Dạ, em bị mẹ la. Em ra đây hứng nút mưa cho đỡ buồn. Mẹ, em thấy thích lắm. Anh thử đi. Tay em bị sao vậy? Không sao. Mà tay em lạnh hết rồi kìa. Em về nhà đi, coi chừng bệnh á. Ủa, mà sao anh không nói cho em biết là trời đang mưa, tại sao anh không ở nhà mà ra ngoài đường vậy? Anh không muốn về nhà. Anh cũng không muốn gặp những người mà anh không thích. Ủa, nhà anh chỉ có ba anh với cô Út thôi mà, đâu có ai khác đâu mà anh không thích. Ba anh có vợ mới. Bà ta đốt hết quần áo của mẹ anh. Giờ thì một chút hơi ấm của mẹ anh cũng còn nữa. Rồi bây giờ anh nhớ mẹ anh thì anh phải làm sao? Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên Vion từ ngày 19 tháng 8. Chị Bảy ơi, chị Bảy. Dạ mợ gọi tôi. Chị thấy Bảo Quỳnh đâu không? Dạ hồi nãy tôi thấy Bảo Quỳnh chạy đi đâu đó, mà cái mặt buồn hiu à, không biết là có chuyện gì không nữa.
Chắc do bị mẹ la rồi. Mà trời đang mưa vậy, không biết đi đâu nữa. Vậy để tôi đi tìm nó nha mợ. Thôi được rồi, chị cứ làm công việc của mình đi, để tôi tìm cho. Ờ, dạ. Sao em khóc vậy? À, em tại em đói bụng. Mỗi lần em đói bụng là tự nhiên muốn khóc vậy á. À, em có đồ ăn rồi. Anh không ăn đâu. Anh ăn đi. Thôi, anh không có ăn mà. Anh không ăn là đói á. Ăn đi mà. Anh đã nói không ăn rồi mà. Sao em cứ bắt anh ăn hoài vậy? Anh ghét trứng gà. Em xin lỗi. Em không có biết anh ghét trứng gà. Em xin lỗi anh. Xin lỗi, anh không có nên la em. Không sao đâu anh. Anh đói không? Em lạnh hả? Vô đi, giờ lạnh lắm đó. Có chân bệnh bây giờ. Anh không lạnh hả? Anh làm như em đi. Em làm cái gì vậy? Bà nội em nói thứ ấm áp nhất là thân nhiệt của con người. Em làm vậy để cho ấm. Anh làm theo em đi. Anh sẽ thấy ấm liền à. Sao đâu, có anh mà. Làm mạnh lên, mạnh lên. Ấm chưa anh? Ừ. Anh ấm không? Ấm thiệt. Thôi trời cũng bất mưa rồi, sẵn tiện nhà em gần đây, để anh đưa em về. Đi. Đi anh. Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VN từ ngày 19 tháng 8.
Quỳnh. Hai đứa đi đâu vậy hả? Ba hai tìm con nãy giờ. Dạ, tụi con gặp nhau ở cổng nhà xưa. Đi vô, nhanh lên. Nè, hình như ảnh muốn đến đây để gặp má hai á. Ảnh đang có chuyện gì buồn lắm. Sao con đi mà con không nói cho ai biết hết? Mọi người lo lắng cho con lắm, con biết không? Dạ, tại con... con chỉ đi ra ngoài xem mưa một tí thôi. Mà ba mẹ con giận con lắm hả? Ba mẹ con chưa có biết. Nếu mà biết là đã đi kiếm con sùm rồi. Thôi bây giờ đi vô trong, con tắm nước nóng rồi thay đồ. Không, con cảm lạnh bây giờ nè. Dạ, à quên, anh nhớ mặc áo khoác coi chừng ướt nha. Thôi, em đi nha. À, áo của anh nè. Con lên nha má hai. Trung Quân, con đi tìm gì hả? Dạ, bà Xù đốt hết quần áo của mẹ con rồi. Giờ con cũng không biết sao nữa. Dì xin lỗi, dì không làm được gì để giúp cho con hết. Nhưng mà Trung Quân nghe dì dặn nè, con là con trai, con phải mạnh mẽ lên, không có được xước mướt nghe chưa. Con phải mạnh mẽ lên, nếu con mà như vậy mẹ con sẽ đau lòng lắm, nghe chưa. Dạ, con biết mà. Mẹ con vẫn đang ở trên thiên đàng để nhìn con, nên con không muốn làm cho mẹ con buồn. Nè, anh đi đâu từ chiều tới giờ mà để tôi kiếm vậy hả? Kiếm tao chị. Nè, trời mưa lớn mà anh bỏ nhà ra đi, anh có biết á gì anh mà ba tôi la mẹ tôi không? Sắp đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà rồi đó. Thì liên quan gì tới tao? Đáng đời chưa đó mà còn nói. Nè, anh ghét tôi cũng được, nhưng mà anh đừng có ghét mẹ tôi. Mẹ tôi đang mang bầu em bé. Ba tôi mà đuổi mẹ tôi ra ngoài đường thì mẹ tôi biết sống sao? Với lại, đứa bé trong bụng mẹ tôi cũng là em của anh đó. Anh không có thấy thương xót cho nó hả? Ai kêu mẹ mày đốt đồ của mẹ tao chi? Mẹ mày chưa chết, sao mày hiểu được cảm giác của tao? Sao, muốn đánh nhau hả? Không có. Nè, cầm đi. Sao mày có cái này? Lúc mà mẹ tôi đốt á, tôi chỉ giữ lại được cho anh cái áo này thôi. Nhưng mà cái áo cũng không còn nguyên vẹn nữa. Tay mày bị sao vậy? Ờ, không có gì đâu. Bị phỏng rồi. Không có gì đâu, cái này chuyện nhỏ mà, lấy đá chùm vô là được. Tôi đi à. Trung Quân, con ăn cá lóc nha. Cá lóc này á có nhiều chất dinh dưỡng nè. Dì để đó đi, con tự ăn được. À, Phúc Luân nè, trong nhà chỉ có hai anh em thôi, con á là phải biết yêu thương, phải kính trọng anh hai, nghe chưa? Dạ.
Ủa, tôi tưởng giờ này có người bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ. Ai về cũng còn ở trong đây. Cô Út nè, sao cô Út lại nói vậy? Tôi với anh hai của cô á, dù gì cũng biết nhau hơn 10 năm rồi. Tụi tôi cũng có hai đứa con với nhau nữa. Sao nói đuổi là đuổi được cô Út? Với lại anh hai cô đưa tôi về đây là để làm vợ chính thức mà. Làm vợ chính thức, trước tiên á, chị phải biết tôn trọng, yêu thương thằng Trung Quân đã nè. Cái gì cũng có cái giá của nó thôi. Chị không làm mẹ tốt của thằng Quân được á, thì đừng mơ làm vợ của anh hai tôi. Quyên à, anh không cần em phải dạy anh phải làm như thế nào và không làm như thế nào. Con người có giới hạn của nó, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của anh. Còn cô nữa, ngày mai dọn hết tất cả đồ đạc đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh xã, anh đuổi em thiệt hả? Em biết em sai rồi, em đang cố sửa sai nè. Không phải chuyện gì làm sai thì có thể sửa chữa được. Anh à, ba ơi, ba cho dì ở lại đi ba. Dì với Quân, dù gì thì dì cũng đang có em bé, với lại nó cũng là em của con mà. Trung Quân nó nói đúng đó anh, con nó cũng muốn em ở lại mà. Anh đừng đuổi em đi nha. Với lại Trung Quân nó cũng muốn có em nữa. Sau này dì hứa, à không, mẹ hứa, mai mốt á mẹ sẽ yêu thương con y như là con ruột của mẹ vậy đó. Mẹ hứa. Em ăn đi, anh không thích ăn cá này. Nè nè nè, cái gì vậy con? Bình thường con thích ăn cá lắm mà, tự nhiên bữa nay lại vậy hả con? Trời cô Út ơi, thì thằng Trung Quân nó thương em nó, nó muốn nhường cho em nó ăn mà cô. Ăn đi con, anh hai cho con đó. Dạ, em cảm ơn anh. Ba, con xin ba, ba cho mẹ ở lại được không ba? Ba đừng đuổi mẹ đi. Con muốn sau này được ăn cơm chung với ba, với mẹ, với cô và cả anh hai nữa. Cả nhà mình vui vẻ được không ba? Chưa bao giờ con có cảm giác này hết đó ba. Đi mà ba. Ba ơi, cho mẹ ở lại nha ba. Được rồi, về ghế ngồi ăn cơm đi. Dạ. Thiên sứ tội lỗi, 21:30 thứ tư thứ năm hàng tuần, xem thuyết mình sớm nhất trên Vion. Thôi được rồi. Dạ, mời ông xã ăn cơm. Ăn đi con. Dạ. Lau nước mắt đi con. Anh hai, cá ngon quá. Trời ơi, trời lạnh vậy sao mà ngủ? Trời ơi là trời. Gì vậy con?
Giờ này chưa ngủ lèm bèm gì hoài vậy? Hả? Sao không ngủ vậy? Vớ của con á, rách, lủng rồi nè. Sao mà ngủ được? Trời ơi, thì lấy đôi khác có gì đâu mà. Nhưng mà đôi nào cũng rách hết trơn á. Thôi được rồi, giờ mang đỡ vớ này, ráng ngủ đi. Rồi mai mẹ đi chợ mua cho con mấy đôi mới nha. Mà coi con đó, tối trời lạnh thì mặc bộ đồ ngủ cho nó kín đáo vô, mặc đồ ấm áp cho dễ ngủ. Tối còn điệu với ai nữa mà. Điệu gì mà điệu, mẹ đừng có nói nữa, đang bực mình. Thôi được rồi, nè, mẹ có đổ cho con túi nước nóng. Đây, để đây. Rồi mẹ đắp mền lại, ấm lên cho con dễ ngủ nghe. Thì Nga, con đúng là món quà ông trời bù đắp cho mẹ. Nhất định mẹ không để con phải khổ đâu. Ngày mai mẹ sẽ đi mượn. Sống lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOV từ ngày 19 tháng 8. Đúng như tôi nghĩ, chủ nhân của cây kéo ấy chính là cô. Mẹ, con tưởng là mẹ đi chơi rồi. Tôi thử cô thôi. Thì ra ngày ấy chính cô là người dùng cây kéo này cậy cửa phòng vẽ của thằng Tài, bỏ đinh hương vào tinh dầu, khiến thằng Tài bị dị ứng xém chết. Không có đâu mẹ, con không có làm chuyện đó. Tại sao cô làm vậy hả? Tại sao? Cô thừa biết thằng Tài bị dị ứng với tinh dầu đinh hương mà.
cô cũng thấy thằng Tài suy hô hấp và nguy hiểm ra sao. Mẹ, mẹ ơi, con không có, con không làm cái gì hết, con không có biết cái gì hết á. Chỉ vì muốn làm dâu của nhà này mà cô bất chấp sinh mạng của con trai tôi. Nếu như ngày ấy thằng Tài con trai tôi nó chết thì làm sao? Không, con không có biết cái gì hết á, mẹ tin con đi. Con không biết gì hết á mẹ ơi. Cô không hề yêu thương gì thằng Tài. Cô chỉ muốn trở thành dâu nhà này và trở thành một thợ thêu nổi tiếng. Không phải vậy đâu mẹ. Mẹ ơi, không phải vậy đâu mẹ. Mẹ ơi, tôi đã dạy cô dùng hai bàn tay để thiêu thùa, nhưng cô lại dùng bàn tay để hại người khác. Từ nay tôi sẽ không để cho cô cầm kim nữa, và tôi sẽ không chấp nhận cô là con dâu của nhà này. Mẹ ơi, mẹ ơi, cô phải tìm cách mà đi ra ngoài đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, con xin mẹ, con xin mẹ, con sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho mẹ nghe. Bây giờ cô đã thú nhận rồi, có quá muộn hay không? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ ơi, người xin mẹ tha thứ phải là con mới đúng nè mẹ. Con nói cái gì? Chính con là người đã bỏ tinh dầu đinh hương vào phòng của con, khiến cho con bị dị ứng đó mẹ. Con đừng có bao che cho nó. Con tưởng là con nói như vậy mà mẹ tin con à? Vì con muốn cưới anh Dương để đạt được mục đích đó, con có thể bất chấp làm bất cứ chuyện gì, kể cả ảnh hưởng tính mạng đó mẹ. Con là người không bao giờ có thể làm được những việc như vậy. Mẹ sinh ra con, không lẽ mẹ không hiểu nổi con hay sao, Quốc Tài? Dạ con cũng vậy. Bởi vì mẹ là mẹ của con, cho nên con rất hiểu mẹ. Nếu như năm đó con không liều mình như vậy thì chắc chắn rằng mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận anh Dương, phải không mẹ? Quốc Tài, con muốn làm mẹ tức chết hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ trừng phạt con đi. Mẹ muốn làm gì con cũng được hết mẹ. Mẹ muốn phạt gì cũng được, nhưng mà mẹ đừng có trách anh Dương, con chỉ làm theo lời của con thôi. Mẹ à. Gì? Con giải thích đi. Con giải thích thế nào về cái kéo gãy đây? Dạ thưa mẹ, cũng là do con luôn. Con lấy cái kéo con đại cửa ra để cho gió lùa vào, bay bớt mùi đinh hương đi. Con cũng phải chịu đường sống cho con chứ. Nếu lỡ như con chết đi thì làm sao mới lấy được ánh dương hả mẹ? Mẹ ơi mẹ, ánh dương là người con thương yêu nhất đó mẹ. Thiên sứ tội lỗi, 21:30 thứ tư thứ năm hàng tuần, xem thuyết mình sớm nhất trên Vion. Cho dù cô phải lừa dối mẹ để có được cổ, con cũng cam tâm nữa. Lỗi tất cả là do con. Con xin mẹ, mẹ đừng có trách oan cổ nha mẹ. Anh Dương, mình đi thôi. Một lần nữa con xin lỗi mẹ. Nó nói dối, không thể có chuyện như vậy được. Từ bao giờ con trai tôi trở thành người dối trá như vậy? C
Sao anh dám gạt mẹ như vậy? Chuyện đó cũng nhiều năm, bây giờ em cũng thay đổi rồi mà. Anh... Em không muốn làm con dâu của mẹ, nhưng em lại muốn làm vợ của anh. Anh chỉ nghĩ như vậy cho đơn giản. Giờ chúng ta đã có Bảo Quỳnh rồi, anh sẽ làm mọi cách để cho con được hạnh phúc. Anh muốn em làm gì? Em hãy bỏ nghề thiêu đi, rồi cùng với anh rời khỏi chốn này. Chuyện quá khứ anh sẽ quên hết, anh không cần biết. Trước đây em muốn lợi dụng anh, chuyện đó đối với anh không còn quan trọng nữa. Nếu như em không làm theo ý anh thì sao? Vậy chỉ còn có cách là ly hôn. Em chọn đi, anh để cho em tự quyết định. Có chết mẹ cũng không bao giờ tin thằng Quốc Tài có thể làm chuyện đó. Hồi nào đến giờ chú ba không bao giờ nói dối, cho nên con tin chú. Lần này chú nói hết sự thật là vì muốn bảo vệ anh Dương, để không còn bị mẹ nghi ngờ đó. Mẹ không nghi ngờ, mà mẹ khẳng định luôn. Bằng chứng còn rành rành ra đó, chỉ có anh Dương và con có cái kéo đó thôi. Vậy anh Dương không làm thì ai làm? Không lẽ là con? Đồng ý là anh Dương có hơi tham vọng, nhưng thím ba không đến nỗi là người làm những chuyện đó đâu mẹ. Con không tin mẹ, mà con lại bên nó. Dạ không phải, tại con thấy anh Dương nó cũng rất quan tâm đến mẹ. Hôm rồi đó, nó nghe mẹ nói mẹ chán ăn, nó mua hồng mềm cho mẹ đó. Tại bữa đó mẹ đi công việc nên mẹ không biết đó thôi. Dù gì thì anh Dương cũng là mẹ của Bảo Quỳnh. Con bé nó sẽ buồn như thế nào nếu như nó biết bà nội của nó ghét mẹ nó nhiều đến như vậy? Mẹ không có ghét bỏ nó, nhưng mà anh Dương nó đã vào phòng của mẹ tìm bằng được cái kéo đó, vậy phải giải thích như thế nào đây? Có phải mẹ nghĩ là anh Dương đó đang muốn kiểm tra để tiêu hủy tang chứng đúng không? Nhưng dù sao thì chuyện này nó cũng đã trôi qua rồi. Mẹ đừng có nghĩ ngợi gì hết. Mấy chuyện này mẹ càng suy nghĩ, nó càng làm cho mẹ mệt người thôi. Nhất là lúc này mẹ đang không được khỏe nữa. Vậy chị Ánh Dương, nó biết nghĩ cho người khác như con, thì mẹ đâu có đau đầu nghĩ ngợi về nó. Thôi mẹ nghỉ ngơi nha, con về phòng. Blackout, cái chết của Bạch Tuyết, 19:50 thứ 6 thứ 7 hàng tuần, xem thuyết mình sớm nhất trên Vion. Mẹ cảm ơn con. Dạ. Nếu như em không làm theo ý anh thì sao? Vậy chỉ còn có cách là ly hôn. Cô anh Dương, Triều Dương đang ở ngoài cổng, có việc muốn gặp cô. Nó tới đây làm cái gì? Mẹ tôi đâu? Bà đang ở trong phòng. À, mẹ. Mẹ đi đâu vậy? Cho con đi gái. Theo với. Mẹ đi ra gặp cậu Út. Cậu Út tới đó. Con đi vô nhà đi, một chút nữa mẹ vô. Lâu rồi con không gặp cậu Út, hay là mẹ cho con đi gặp cậu Út đi.
đi mà mẹ, cho con đi gặp cậu Út đi mà mẹ đi. Rồi thôi được rồi, đi ra gặp cậu Út với mẹ một chút thôi nha. Dạ. Yeah. Chị hai. Cậu Út. Cậu Út. Bảo Quỳnh. Cậu đây nè, cục cưng của cậu. Trời ơi, nay con nhanh lớn quá, cậu bồng mỏi tay luôn á. Lâu rồi cậu không qua thăm con nên thấy vậy thôi. Chứ ngày nào ba với bà nội cũng nói con ốm hết trơn á. Thương quá. Cậu vô nhà đi, ở trong nhà có nhiều bánh lắm, con lấy cho cậu ăn đi cậu. À Bảo Quỳnh à. Dạ. Bây giờ cậu có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Bảo Quỳnh ngoan, vô nhà chơi đi. Thôi mà con muốn chơi với cậu mà. Bảo Quỳnh, nghe lời mẹ, đi vô trong nhà đi. Nhưng mà con muốn chơi với cậu mà mẹ. Con nghe mẹ nói không? Dạ. Cậu, chừng nào cậu rảnh á, cậu đi hãy gì với con nha. Được rồi, khi nào cậu rảnh á, cậu tới đây thả diều với Bảo Quỳnh nghe. Dạ. Bye bye ngoan. Cậu. Bye bye, bye, bye cậu. Sao mà sơ sát vậy? Có chuyện gì rồi phải không? Chị hai, em đang cần tiền gấp lắm. Chị cho tiền em đi. Lần trước chị đã đưa tiền cho em để em giải quyết dứt điểm hết nợ nần rồi mà. Sao bây giờ lại xin nữa? Chuyện này chắc em phải trốn sang nước ngoài sống. Chứ ở đây em không yên với tụi nó đâu. Sao lại phải sang nước ngoài? Có chuyện gì? Nói cho chị nghe coi. Em lỡ tay. Đứng lại! Mày dám thoát nợ không? Đứng lại! Mày chạy quay vậy? Đứng lại coi! Liễu Chu Ký, 19 giờ các ngày trong tuần, xem thuyết mình sớm nhất trên Vion. Trên cao có linh thiêng phù hộ cho con kìa mẹ. Bây giờ con không còn con đường nào để đi nữa mẹ. Mẹ nói với chị hai giúp con nghe mẹ. Con không còn con đường nào để đi hết mẹ ơi. Con ở đây là con đi tù chết đó mẹ. Con phải rời khỏi nơi này. Mẹ linh thiêng mẹ phải phù hộ cho con kìa mẹ. Sao dữ vậy?
tụi nó là dân giang hồ cộm cán ở trong sông Bài. Em vừa thiếu nợ tụi nó, vừa đâm bị thương cái thằng cầm đầu. Bây giờ mà tụi nó tìm thấy em nè, là em chết chắc đó chị hai. Em làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì? Tại sao không lo làm ăn, suốt ngày cờ bạc vậy hả? Chị hai, chị ăn sung mặc sướng, bây giờ giúp đỡ em út một chút, có gì là sai? Chị trả nợ cho em bao nhiêu lần rồi? Nói cho chị nghe, nói, bao nhiêu lần rồi? Từ ngày chị về làm dâu cái nhà này nè, chị lo lắng cho em được bao nhiêu? Hay là chị mặc kệ em, để cho em xây sợ mọi thứ? Đến mộ của mẹ kìa, hư hỏng mọi thứ, cỏ mọc đầy ra đó, chị đưa tiền giải quyết, chứ có thèm hỏi han gì đâu. Chị về làm dâu nhà này thì sao? Chị về làm dâu nhà giàu, nhưng chị cũng phải làm vậy. Chị cũng phải thêu thùa suốt cả ngày, như vậy mới có tiền để trả nợ cho em đó. Và cũng chính vì vậy mà chị không có thời gian để lo cho mộ của mẹ. Chị phải nhờ tới em. Chị làm như vậy thì chị có gì sai hả Triều Dương? Thôi mệt quá, đừng nói nhiều nữa. Bây giờ chị đưa tiền cho em đi, rồi muốn nói gì nói. Sau này em sang nước ngoài sống rồi, không làm phiền chị nữa đâu. Em muốn bao nhiêu? 500 triệu. Cái gì mà 500? Cái gì mà nhiều dữ vậy? Chị hai, em phải trốn ra nước ngoài sống, chứ không phải là trốn từ tỉnh này sang tỉnh khác. Bao nhiêu đó em còn sợ không đủ đó. Chị không có tiền đâu. Chị làm sao thì làm, ngày mai em tới lấy tiền. Nếu mà không có tiền thì tụi nó sẽ giết em đó. Làm sao mà chị bỏ được em đây? Chị phải làm sao đây hả Dương? Thiệt sự là chị không có tiền đâu. Nhưng mà từ từ rồi chị đưa cho em, được không? Cái gì mà từ từ nữa chị hai? Em đang cần gấp lắm. Bây giờ mà không có tiền, tụi nó sẽ giết em đó. Nếu mà không có tiền á, thì cùng lắm á, chị làm đám ma cho em chứ có gì đâu. Sau này chị thoải mái rồi, không còn vướng bận lo lắng cho ai nữa hết. Dương à, Dương, vào đây con. Vô đây với nội nè con. Dạ. Nội ơi. Vào đây nào, cục cưng của nội. Đây, con coi. Nội thêu cho con cả vừa qua và bướm nè. Con coi thích không? Dạ, con thích lắm nội. Con còn thích điều gì nữa nào, để nội thêu cho. Black Cow, cái chết của Bạch Tuyết, 19:50 thứ 6 thứ 7 hàng tuần, xem thuyết minh sớm nhất trên Vion. Bây giờ nội chỉ cho con theo hoa trên túi gấm đi nội. Mẹ con đang buồn nên con muốn tặng mẹ cho mẹ vui. Con theo hoa trên cái túi may mắn này hả? Vậy còn cái túi này con định tặng ai nữa đó? Dạ, cái túi này sẽ cho một người hay khóc. Trong cái túi này sẽ đựng nhiều may mắn, nhiều niềm vui, cho anh ấy cười nhiều hơn. Cục cưng của nội ngoan quá kìa, còn biết quan tâm tới người khác nữa. Con thương nội nhất trên đời luôn. Con còn tốt bụng hơn cả mẹ con nữa đó. Mẹ con cũng tốt bụng mà nội. Nội nói vậy mẹ con biết mẹ con buồn đó. Mà con thấy hình như nội thích má hai hơn mẹ con thì phải. Sao con nói vậy? Tại vì con không thấy nội cười với mẹ, mà nội chỉ cười với má hai thôi. Mà nội ơi, bây giờ nội chỉ cho con theo hoa trên túi gấm đi nội. Đưa đây để nội chỉ cho con luôn nè.
Nội sẽ chỉ cho con theo một bông hoa màu tím lên đây. Từ ngày chị về làm dâu cái nhà này nè, chị lo lắng cho em được bao nhiêu? Hay là chị mặc kệ em, để cho em xây sợ mọi thứ? Thôi mệt quá, đừng nói nhiều nữa. Bây giờ chị đưa tiền cho em đi, rồi muốn nói gì nói. Sau này á, em sang nước ngoài sống rồi, không làm phiền chị nữa đâu. Thì cùng lắm á, chị làm đám ma cho em thôi chứ có gì đâu. Chỉ còn một cách này nữa thôi. Ngày mai anh mang bán mấy món trong này giúp tôi được không? Triều Dương nó đang cần tiền gấp lắm. Sao cô nói là cô không giúp cho cậu ấy cái kiểu này nữa mà? Nó là em của tôi, tôi đâu có bỏ nó được. Đây là lần cuối cùng tôi nhờ anh, tôi hứa đó. Thôi không được đâu. Anh Tư. Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng mà bây giờ cô đang bị nghi ngờ vì cái chuyện cái kéo. Bây giờ mà bà chủ biết cô cái chuyện này nữa, tôi sợ là cô sẽ gặp rắc rối lớn đó. Trước giờ chúng ta đều không bị phát hiện, cho nên lần này không có sao đâu. Anh ráng giúp tôi lần này nữa thôi, nghe anh Tư. Cậu Dương cần bao nhiêu tiền? Nó cần 500 triệu. Nó tính là qua Campuchia ở luôn bên đó. Số tiền lớn như vậy lại cần rất gấp, tôi không có đủ tiền. Nhưng mà số tiền lớn như vậy, làm sao mà tôi xoay sở được đây? Chuyện này anh Tư à, anh Tư, nó không có số tiền này là người ta giết nó chết đó. Tôi xin anh mà anh Tư, một lần này nữa thôi, bán hết chỗ này rồi tôi bán hết nữ trang của tôi. Tôi cũng có một ít tiền tiết kiệm, tôi nghĩ chắc là đủ nha. Thiệt tình, nếu lỡ bà chủ mà phát hiện là chết với bà chủ đó. Tôi không còn cách nào khác hết. Anh giúp giùm tôi lần này, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN từ ngày 19 tháng 8. Anh đi đâu vậy? Anh ra sofa ngủ. Anh phải làm như vậy sao? Nè, anh có thể giả bộ ở chung phòng với em, chờ cho tới khi mẹ bớt nghi ngờ em được mà. Giả bộ sao? Cái nhà này đâu phải là sân khấu, mà anh cũng đâu phải là diễn viên, mà phải diễn cùng em. Em lo cho cuộc thi đủ mệt rồi, anh đừng có làm cho em mệt thêm được không? Trước khi em nói câu đó, em hãy coi lại mình đã làm những gì. Suy nghĩ kỹ rồi giải quyết nhanh đi, đừng để anh phải chờ. Còn nữa, sang phòng mẹ đón Bảo Quỳnh về đi. Hãy quan tâm con đúng nghĩa là một người mẹ.
chưa ngủ hay sao? Trang điểm đi đâu vậy? Em có trang điểm đi đâu giờ này đâu. Em trang điểm cho nó đẹp để ông xã nhìn em đó chứ. Ông xã, em mới mua cái lotion này nè, mùi thơm dữ lắm. Cái này hả, ông xã mà hửi là ngủ ngon. Thôi, mệt quá. Ngủ nhắm mắt chứ có phải mở mắt đâu mà chiêm ngưỡng. Làm mấy cái trò lố lăng không? Trời ơi, lố lăng thì cũng có làm sao đâu. Lố lăng mà ông xã thích là được rồi. Nè ông xã. Cái gì? Ông xã nhìn thấy em có đẹp không? Nè, cái này là tại em đang có bầu á nha. Chứ mai mốt mà em sanh xong á là tướng em ngon lắm đó. Ông xã, em có đẹp bằng chị Hà không? Nè, cô thử so sánh với Thúy Hà là mang nhục vào thân đó. Nói cho cô biết nha, trước đây mỗi lần tôi và Thúy Hà ra đường hoặc là đi dự tiệc, tất cả mọi người đều khen ngợi cô ấy và hỏi có phải là hoa hậu hay không. Tôi rất là hãnh diện đó. Anh có cần thiết á là phải xối xả vô mặt em vậy không? Vậy anh mới vui á hả? Chưa hết đâu. Sau khi sinh xong á, nhớ tập thể dục giữ gìn sức khỏe để già xấu ngỗng trước tôi. Lúc đó tôi lấy một bà vợ đẹp gấp 10 lần cô đó. Nè, anh quá đáng rồi đó nha. Không thích đó, ra ngoài sofa mà ngủ đi cô. Cô suốt ngày cô hoài à. Bộ anh kêu em bằng tiếng em hay là tiếng bà xã là khó lắm hay sao? Thiệt, ồn ào hết sức luôn. Nè, cầm đi. Gì vậy? Thẻ ngân hàng đó. Muốn mua cái gì thì cứ mua đi. Thiệt hả? Trời ơi, ông xã em đúng là number one. Chưa. Chi tiêu cho nó cẩn thận gọn gàng lại nha. Xài phung phí á, tôi lấy lại đó. Lúc đó tôi được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, thì đừng có trách tôi. Vậy mà mới nói muốn làm gì làm. Lèm bèm cái gì đó? Em có nói gì đâu. Ý em nói là ông xã đừng có lo. Ông xã chỉ cần lo những cái chuyện đại sự thôi. Còn mấy cái chuyện lặt vặt trong nhà cứ để em. Nè, chưa có hết đâu. Tôi hay lấy việc của công ty về nhà làm. Có ba nguyên tắc phải nhớ. Thứ nhất, không hỏi, không thắc mắc và không nhiều chuyện. Trời. Ừ, em hỏi mấy chuyện đó làm chi? Mắt ông mệt, nhức đầu. Nhưng mà dù sao, bữa nay ông xã của em cũng hào phóng quá. Em cảm ơn ông xã. Anh có thể giả bộ ở chung phòng với em, chờ cho tới khi mẹ bớt nghi ngờ em được mà. Nếu như em không làm theo ý anh thì sao? Vậy chỉ còn có cách là ly hôn. Chết rồi chị hai. Gì vậy mẹ? Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Không sao không sao. Mẹ không sao. Mẹ chỉ nằm mơ thôi. Mẹ nằm mơ thấy con chó sói ăn thịt mẹ hả? Không sao đâu mẹ, con sẽ là thợ săn bảo vệ mẹ. Cảm ơn Bảo Quỳnh của mẹ. Mẹ bận rộn tối ngày, không có thời gian ở bên cạnh con. Mẹ buồn lắm. Nhưng mà con hiểu cho mẹ nha. Dạ, con không có buồn mẹ đâu. Con thương mẹ còn không hết, còn thương ba nữa. Con không muốn ba mẹ giận nhau đâu. Ba mẹ làm cho con buồn rồi. Chỉ cần ba mẹ làm hòa với nhau là con hết buồn à. Mẹ đừng khóc mà. Khóc xấu lắm. Giống như anh Trung Quân vậy á. Anh Trung Quân sao? Sao mà anh Trung Quân khóc? Dạ,
anh Trung Quân khóc tại vì nhớ mẹ ảnh. Tội nghiệp ảnh lắm. Mà con xứng hơn ảnh là có ba và mẹ. Con là một đứa con hiểu chuyện. Cảm ơn con. Cô giáo con dạy là phải biết yêu thương mẹ. Vì mẹ sinh ra mình rồi cực khổ nuôi mình khôn lớn, cho nên mình phải biết hiếu thảo, ngoan ngoãn, nghe là mẹ, không được làm cho mẹ buồn. Cô giáo con dạy đúng rồi đó. Thôi bây giờ nằm xuống ngủ nè. Nằm xuống ngủ ha. Dạ. Cô Kiếm Ai, làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi tìm Trung Quân. Tìm Trung Quân? Dạ. Cô tìm Trung Quân làm gì? Tôi là mẹ của thằng Trung Quân nè, sao tôi không biết cô? Dạ, tôi là dì ruột của Trung Quân. Dì ruột? Chào chị, để tôi giới thiệu nha. Tôi là Điệp. Tôi là... Chị là vợ kế của anh Phúc. Vậy là chị cũng biết tôi hả? Ủa, trời ơi, chị Hạnh, chị mới tới hả? Đi vô nhà với em, đi. Đi, đi. Chị ngồi đi. Ủa, có trà rồi hả? À, vậy chị đợi một chút, tôi xuống lấy ít trái cây mời chị ăn nha. À, thôi không cần đâu chị. Thôi, chị vô trong làm gì làm đi. Để tôi với chị Hạnh ngồi đây nói chuyện. Vậy chị ngồi chơi nha. Chị, uống nước đi chị. Chị có mang một ít đồ ăn mà Trung Quân nó rất thích. Em lấy cho nó ăn giùm chị nha. Bộ thằng Trung Quân nó nói là bên này bị bỏ đói hay sao mà chị cứ mang đồ ăn qua đây. Em đừng có nói như vậy, hiểu lầm tội nghiệp nó. Tại mấy bữa nay chị rảnh công việc cho nên... Chị này, em nói giỡn thôi, chị tưởng thiệt hả? Đâu, để em coi chị nấu gì cho Trung Quân nha. Wow, trời ơi, toàn là đồ ăn ngon hết. Chị, mấy món này á hả, Trung Quân nó thích lắm luôn đó. Cái này á, lát cho em ăn ké với nha. Tội nghiệp thằng nhỏ, Trung Quân nó mồ côi mẹ sớm. Cũng may mà còn có em đó. Có gì đâu chị, dù sao á, em cũng là cô ruột của Trung Quân mà. Chị tiếc á, có những điều em muốn lắm nhưng mà em không làm được. Chị hai mới vừa mất được 1 năm mà anh hai đã dẫn người phụ nữ khác với lại con riêng về đây rồi. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Anh Phúc dù sao cũng cần có người chăm lo cho ảnh. Chỉ mong là ảnh vẫn đối xử tốt với nó là được rồi. Dạo gần đây ảnh có quan tâm đến nó nhiều không em? Cũng bình thường à chị. Chị biết tính anh hai em rồi đó. Ảnh khô khan lắm. Nhiều khi ảnh muốn đối xử tốt với người ta nhưng mà ảnh cũng không thể hiện ra bên ngoài đâu chị. Anh Phúc thì dù sao cũng là ba ruột của nó, cho nên chị không có lo. Chuyện đáng lo là chị lo chuyện khác kìa. Em hiểu ý của chị nói ai rồi. Nhưng mà chị yên tâm đi, chừng nào còn em ở trong căn nhà này, ai mà dám đụng một sợi tóc của Trung Quân á hả, là phải bước qua xác của em nè. Chị cảm ơn em. À,
chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ nha. Dạ. Con thương mẹ nhất trên đời luôn á. Mẹ cũng thương con nhất trên đời. Dạ. Happy birthday. Happy birthday con. Dạ. Hát nha. Mới đó mà nhanh quá. Mỗi lần quay lại căn nhà này, chị đều nhớ đến chị Hà. Nhớ ngày nào hai chị em vẫn còn nói chuyện với nhau. Căn nhà này á, cũng một tay chị Hà chăm sóc và xây dựng lên. Không ngờ cuối cùng lại có người ngoài nhảy vô hưởng. Nhưng mà cũng may á, là trước khi mất, chị Hà đã chuyển số cổ phần của chị qua cho thằng Trung Quân rồi đó chị. Cút. Cô nói cổ phần gì? Ai? Ai chuyển cho ai? Bộ nãy giờ chị đứng ở ngoài chị rình chị nghe lén hả? Sao chị vô duyên quá vậy? Mà sao cô nói chuyện khó nghe quá? Cái gì mà rình với lén lút? Trời ơi, hai người nói chuyện lớn quá chừng. Tôi ở trong tôi nghe cũng là chuyện bình thường thôi. Thiên sứ tội lỗi, 21:30, thứ tư thứ năm hàng tuần, xem thuyết mình sớm nhất trên Vion. Tôi biết chị là vợ kế của anh Phúc. Trung Quân nó mất mẹ sớm nên rất là tội nghiệp. Mong là chị hãy yêu thương và quan tâm đến nó nhiều hơn. Trời ơi, tưởng chuyện gì, chuyện đó thì chị cứ yên tâm. Thằng nhỏ dù gì cũng là con của chồng tôi. Tôi yêu thương nó, tôi quan tâm, tôi chăm sóc cho nó. Không sớm muộn gì á, nó cũng coi tôi là mẹ ruột của nó à. Cái gì? Tự nhiên Trung Quân trở thành con ruột của chị á hả? Mắc cười thiệt á. Ủa? Chứ tôi không mẹ nó, không lẽ cô là mẹ nó? Chị ơi, thời này là thời nào rồi? Chứ không phải cái thời xưa đâu mà mẹ ghẻ con chồng. Cái đó chẳng qua là thiên hạ họ xấu miệng, xấu mồm rồi họ đâm thọt thôi. Thiệt ra chị đối xử tốt với nó là sợ anh hai tôi la chị gì? Hay là muốn dụ dỗ thằng Trung Quân lấy lại cổ phần đó? Nè, tôi nói cho chị nghe, chị đừng có mơ tưởng và suy nghĩ về chuyện đó nghe chưa? Nè cô Út, cô bớt ác miệng ác mồm đi nha. Tôi đâu có làm gì trong công ty của anh cô đâu mà tôi biết cổ phần khổ phiết gì. Thôi, bây giờ á chị ngồi chơi, để tôi xuống tôi nấu thêm ít cơm nữa. Tại bữa nay chị tới không có báo trước nên tôi cũng không có chuẩn bị gì. À, tôi nghĩ á, chị dâu mới với em vợ cũ ăn cùng chung mâm cơm thú vị lắm à. Thôi khỏi đi chị, cũng trễ rồi, tôi xin phép tôi về trước. À vậy thôi chị về đi. Chị đi nha Út. Nè, biết đuổi khách quá hả? Chị Hạnh, chị Hạnh. Chứ làm sao, xong chuyện rồi thì về, chứ lẽ ngồi đây làm gì? Hai người ngồi nói xấu tôi hay gì? Trời, nấu cơm đem tới nữa, làm như ở đây không có đồ ăn, ăn không bằng. Coi gì đây? Ôi, gà. Trời, thơm dữ. Ăn thử coi. Trời đất ơi, bà này bà nấu thiệt không phải bà mua tiệm mà ngon dữ trời. Ngon, ngon, ngon. Ăn hết luôn, dưỡng thai. Trời đất ơi, gì vậy trời? Mới ăn có một chút khen ngon nghẹn rồi. Chắc có điềm quá, có nào bỏ độc trong này không trời? Ăn gì bảo quỷ này, nhục nhát tôi rồi. Vô đây đi chị. Nè, chị làm gì vậy? Biết đây là đồ ăn của Trung Quân không hả? Xin lỗi chị, tôi lỡ tay, tôi không có cố ý. Tôi quên đồ. Chị Hạnh.
chị Hạnh. Tôi sẽ đợi mét anh hai để trừng trị chị. Cái gì mà hở tí cô mét anh hai vậy? Cái này tôi lỡ tay, tôi xin lỗi rồi. Tôi đâu có cố ý đâu. Thôi được rồi, để tôi đi nấu món khác cho thằng Trung Quân. Thôi khỏi đi. Cái này là tấm lòng của chị Hạnh, cho dù chị có nấu lại thì cũng không bằng. Trời cô Út ơi, tôi năn nỉ cô luôn á. Thôi được rồi, để tôi ăn hết cái đống này luôn cho cô vừa lòng. Nè, trời ơi, chị bỏ ra đi. Chị có bị sao không vậy? Chị đang mang bầu đó, ăn vô đau bụng thì sao? Thôi bỏ qua đi, cũng lỡ rồi, tôi không mét anh hai đâu. Chị dọn dẹp đi. Tự nhiên người lù lù quá thăm chi vậy? Dài này thiêu đẹp quá, nhưng giá hơi cao. Tiệm chúng tôi không có nhu cầu, nên tôi không mua nổi. Cô cũng là dân trong nghề, cho nên cô nhìn cô biết giá trị của nó như thế nào mà. Tôi đang cần tiền gấp, cho nên tôi mới chấp nhận bán cái giá rẻ hơn giá gốc. Nhưng mà nếu như thấp hơn cái giá mà tôi vừa mới nói với cô thì thật sự là không có được. Tùy anh. Nhưng mà giá ở đây thu mua cũng là giá tốt nhất rồi. Anh đi tiệm khác cũng không được giá này đâu. Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VN từ ngày 19 tháng 8. Sao? Anh đồng ý không? Thôi được, tôi đồng ý bán. Dạ. Tôi đã xem kỹ bức tranh này, tôi cũng cảm thấy thích lắm. Giá chót là 20.000 đô, nếu được thì tôi sẽ lấy. Thôi được. Vậy ha. Nó không có số tiền này là người ta giết nó chết đó. Tôi xin anh Mạnh Tư, một lần này nữa thôi. Bán hết chỗ này cũng chưa đủ tiền mà anh Dương cần. Tôi có số tiền tiết kiệm để trong ngân hàng, bây giờ tôi muốn tới để rút trước thời hạn được không? Chị hai. Chị hai. Em có bị theo dõi không vậy? Em trốn ở nghĩa trang á, tụi nó không tìm ra em đâu. Chị hãy có tiền cho em xin. Có. Chị gom được bao nhiêu là đưa hết cho em đó. Nhớ giữ tiền cẩn thận, đi qua đó rồi làm ăn đàng hoàng nghe không? Em cảm ơn chị hai. Lần này em đi, không biết khi nào quay trở lại. Nhưng mà nếu em không quay trở lại... Không có được nói bậy. Mỗi năm vào ngày giỗ của mẹ, cho dù là đang ở đâu thì cũng phải về. Em tính chừng nào mới đi? Em đang chờ sắp xếp bên Cam. Ngày nào thuận tiện em sẽ đi, lúc đó em sẽ báo cho chị biết. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận. Biết đâu đến ngày em về, chị đã được làm chủ rồi. Lúc đó chị sẽ lo lắng cho em nhiều hơn. Chị hai, nhớ phải về với chị nghe không? Dạ. Thôi, em đi. Chị giữ gìn sức khỏe cho chị hai.
Tôi thấy tiệm áo cưới Tony bán giá rẻ, giá thuê đồ cũng rẻ nữa. Và mỗi một thương hiệu đều có những giá trị và những đẳng cấp khác nhau mà chị. Nhưng mà ở dài bên đó giống hệt với áo dài bên này, kể cả là chất liệu chứ lại là mẫu mã. Tôi sợ là bên Tony bán hàng nhái nên là qua đây xem thử. Ai dè đâu, thấy hàng y hệt nhau, không khác gì. Không thể nào có chuyện đó được. Thưa mẹ, mẫu áo dài thêu tay của nhà họ Đỗ là độc quyền, làm sao có chuyện xuất hiện ngoài thị trường. Tôi không cần biết ai là người độc quyền. Nếu như cô với chị không tin thì có thể qua bên đó kiểm tra. Hàng nó giống nhau như vậy thì tôi mua ở bên Tony chứ mắc gì tôi phải mua bên này. Tôi xin phép. Vô lý. Từ xưa tới nay, các mẫu thêu của Đỗ gia khó ai có thể sao chép được. Vậy tại sao lại có sản phẩm bán trôi nổi bên ngoài? Chắc chắn phải có ai đó trong nhà mình mang sản phẩm của Đỗ gia đem ra ngoài. Dạ thưa mẹ, tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ. Chị Hai nói đúng đó mẹ, không có ai dám làm chuyện này đâu. Theo con, chuyện này dù có hay không, mẹ cũng phải điều tra cho kỹ. Nếu không, chắc chắn danh tiếng nhà Đỗ gia sẽ bị ảnh hưởng. Thúy Hạnh. Dạ. Chuẩn bị đồ theo mẹ ra ngoài. Mẹ phải điều tra cho rõ vụ này. Mẹ, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện này để vợ chồng tụi con điều tra được rồi. Khi nào có thông tin gì, tụi con sẽ báo cho mẹ biết liền. Sứ tội lỗi 21:30 thứ tư thứ năm hàng tuần, xem thuyết minh sớm nhất trên Vion. Dạ. Đồ hôm trước tôi kêu anh bán, có phải là anh bán cho tiệm áo cưới Tony không? Dạ phải, là bởi vì chỉ có cái tiệm đó họ mới trả giá cao và trả tiền liền, chứ còn mấy chỗ khác nó ép giá mà nó còn rồi chia ra làm 2-3 đợt để trả nữa. Anh giết tôi rồi, sao không bán cho mấy người nhà giàu, bán cho tiệm áo cưới rồi họ đem ra trưng bày thì làm sao mà khách hàng không biết được chứ? Tại vì thời gian gấp quá cho nên tôi không thể nào tìm được khách hàng khác. Bây giờ bà chủ biết được chuyện này rồi, mình phải làm sao đây? Lỡ phóng lao rồi, chỉ còn cách là phải theo lao thôi. Còn các bức tranh thì sao? Tôi nghĩ không sao đâu, ông ấy đã đi nước ngoài rồi. Bằng mọi giá phải giải quyết cho em đẹp chuyện này, không thôi là sự nghiệp của tôi ở Đỗ gia coi như chấm hết đó. Đây là mẫu thêu của Đỗ gia mà, sao lại nhầm được? Chính Quốc Tài đã vẽ mẫu thêu này mà. Dạ, xin lỗi, chị có hẹn trước chưa? Chị chưa có hẹn. Dạ, dạ. Chị có cần em tư vấn về gói dịch vụ chụp hình cưới, thuê áo dài cô dâu hay là áo dài dự tiệc không ạ? Chị muốn hỏi thông tin về áo dài thêu dự tiệc. Dạ, chị cứ ngắm xem, đó là mẫu áo dài thêu tay mới nhất ở bên tiệm em. Đây là mẫu áo dài chính Quốc Tài đã thiết kế độc quyền cho Đỗ gia. Và chính đường kim mũi chỉ này là của Ánh Dương, mình không thể nào nhầm lẫn được.
Mẫu theo đó là chính anh Dương đã dạy trực tiếp cho nghệ nhân mới. Và anh Dương cũng là người được giao cất kỹ số đồ đó trong phòng trưng bày. Nếu như mẹ biết được chuyện này á, chắc chắn mẹ sẽ đuổi anh Dương ra khỏi Đỗ gia thôi. Em tính che giấu cho nó hay sao? Nếu như em làm chuyện đó thì có nghĩa là em đồng lõa với anh Dương, và gián tiếp làm cho uy tín và thương hiệu của Đỗ gia bị ảnh hưởng rất nặng nề. Bây giờ em cũng chưa biết phải tính như thế nào nữa. Chuyện này có thể ảnh hưởng tới uy tín và thương hiệu của Đỗ gia. Chúng ta không thể che giấu được. Ánh Dương có bị trừng phạt như thế nào là do nó tự chuốc lấy. Cô từ bỏ nghề thiêu và rời khỏi Đỗ gia ngay cho tôi. Nhà này không thể chấp nhận một kẻ ăn cắp không có đạo đức như cô. Anh Dương, em đang lo nghĩ gì mà sao tay em run quá vậy? Black Cow, cái chết của Bạch Tuyết, 19:50 thứ sáu thứ bảy hàng tuần, xem thuyết minh sớm nhất trên Vion. Đâu có, em đang thêu mà. Em nên quay lại đó để lấy bộ áo dài về đi. Nếu như em cần tiền thì cứ nói với chị, chị sẽ rút tiền tiết kiệm của chị ra đưa cho em. Là chị đang khẳng định em chính là người đi bán số áo dài đó à? Chị có nhầm lẫn gì không vậy? Làm sao chị có thể nhầm lẫn được mũi thêu của em với ai được? Những mũi thêu của em có những chi tiết rất đặc biệt mà không thể nhầm lẫn với ai được đâu. Và nó đều là những mẫu thêu độc quyền của quốc tài vẽ. Chị tự cao quá rồi đó. Em đâu có ngu tới mức chỉ vì mấy đồng bạc lẻ đó mà lại bán đi cả danh dự của mình và cả Đỗ gia nữa. Anh Dương, em... Chị đừng tùy tiện buộc tội em một cách vô căn cứ như vậy. Lỡ như mẹ hay ai nghe thấy hiểu lầm em thì sao đây? Hay là chị đang muốn hại em bằng cách này? Em bận rồi, em không tranh cãi với chị nữa. Vào đi. Thế nào rồi con? Chiếc áo ở tiệm đồ cưới đó không phải của Đỗ gia đúng không? Dạ. Dạ không phải đâu mẹ. Mẹ biết ngay mà. Ngay từ đầu mẹ đã nói rằng đó không phải là đồ thêu của Đỗ gia được. Làm sao có chuyện đồ thêu của Đỗ gia lại được bày bán ở ngoài? Con mệt rồi, về phòng nghỉ đi. Dạ. Thưa mẹ con đi. Từ xưa giờ em chưa bao giờ nói dối với bất kỳ người nào. Bây giờ vì anh Dương mà em nói dối luôn cả mẹ sao? Em làm như vậy cũng chỉ vì muốn cho anh Dương một cơ hội cuối cùng. Dù gì thì cũng là chị em dâu với nhau. Mẹ mà biết được chuyện này thì mẹ sẽ phạt anh Dương rất nặng. Có đáng không? Chắc gì nó đã mang ơn em. Em không cần anh Dương nó mang ơn em. Em chỉ cần anh Dương đó đừng có làm như vậy nữa thôi. Em bỏ qua được, còn anh thì không. Bởi vì nó dám tự ý lấy sản phẩm độc quyền của gia đình mình đem bán ra ngoài để lấy tiền. Anh không bỏ qua chuyện này đâu. Anh à, chắc anh Dương đang rất cần tiền để làm một chuyện gì đó, cho nên mới dám làm như vậy. Chứ nếu không thì tại sao dám làm liều như vậy chứ? Mình đã không giúp đỡ được gì thì cũng đừng đẩy cô ta đến bước đường cùng như vậy chứ.
có được không anh? Anh thật sự không biết em đang nghĩ cái gì nữa. Em biết em làm như vậy là sai, nhưng em không muốn anh Dương có bất kỳ một vết nhơ nào hết. Bởi vì xưởng thêu Đỗ Gia sẽ trao quyền thừa kế lại cho anh Dương. Bởi vì em không có con. Người thừa kế phải là người ở trong dòng họ, mà em thì vẫn chưa sinh được cho anh một đứa con nào hết. Em không muốn xưởng thêu Đỗ Gia đến đời kế tiếp sẽ không có người thừa kế đâu. Anh biết rồi. Anh xin lỗi vì lúc nãy em quá nóng tính. Em đừng có buồn anh nha. Liễu Chu Ký, 19 giờ các ngày trong tuần, xem thuyết mình sớm nhất trên Vion. Sao, anh thích áo dài này hả? Dạ. Em nhìn đi. Cái này là đồ của ai? Tự nhiên anh đưa cho em chi vậy? Em định giả bộ đến bao giờ? Em coi thường anh quá đó. Đây chính là những mẫu vẽ của anh, chính là những mẫu thêu của em cho Đỗ Gia. Tại sao em làm vậy chứ? Em làm vậy là làm gì? Em có làm gì đâu. Đáng lý ra anh không nên nói giúp em chuyện 9 năm trước với mẹ. Để rồi giờ đây em đi từ sai lầm này tới sai lầm khác. Anh nè, anh thật sự chịu đựng hết nổi rồi. Mình ly dị đi. Hai từ ly dị với anh nói nó dễ như vậy sao? Mình sống với nhau bao nhiêu năm rồi, có với nhau một đứa con, mà anh muốn ly dị là ly dị sao? Anh không thương em hả? Anh không thương em. Chính anh hỏi em câu này mới đúng. Rốt cuộc em bằng lòng làm vợ anh là vì cái gì chứ? Vì em thương anh hay là vì em muốn học nghề thêu của mẹ anh? Trời, nếu như em muốn học nghề thì em sẽ trở thành học trò của mẹ anh. Không có lý do gì mà em chấp nhận lấy anh làm chồng hết. Anh nói vậy không sợ em tổn thương sao? Anh, bởi vì anh càng lúc thấy em càng thay đổi nhiều quá. Lúc nào em cũng thêu thùa với thêu thùa. Tại sao vậy chứ? Đối với em thêu thùa là trên hết. Em không đếm xỉa gì tới cha con anh. Có một người vợ như vậy khiến cho anh phiền lắm hả? Anh thất vọng lắm hả? Em nghĩ lẽ ra anh phải tự hào về em lắm chứ. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Anh vẫn muốn biết chuyện này là như thế nào. Em đừng cố chấp nữa chứ. Nếu như anh đem nó qua cho mẹ coi thì em nghĩ hậu quả sẽ như thế nào? Em có biết chị hai vì bao che cho em nên phải nói dối mẹ đó. Cái gì mà chị hai hoài vậy? Hở một chút là anh chị hai, hở một chút là anh chị hai. Anh chỉ biết nghĩ đến cảm giác của chị hai thôi sao? Còn cảm giác của em thì sao? Nếu như em là cái người lấy cái đồ này đem đi ra bán, lẽ ra anh phải hỏi lý do tại sao vợ mình làm như vậy, chứ không phải anh đặt để em vô chuyện này.
Giả sử là chị hai thì sao? Anh chắc chắn sẽ nói chị hai có lý do riêng của chị. Em nói như vậy có đúng không? Bởi vì tất cả những hành động của em trước đây làm cho anh mất lòng tin nè. Thôi được rồi, em muốn làm người thừa kế chứ gì. Em cứ việc làm, anh không cản đâu. Em rời khỏi đây đi. Còn con mình, có anh lo, có mẹ lo, có chị hai lo. Còn bây giờ anh sẽ đi nói với mẹ về chuyện ly hôn của chúng ta. Là em làm đó. Blackout, cái chết của Bạch Tuyết, 19:50 thứ sáu thứ bảy hàng tuần, xem thuyết minh sớm nhất trên Vion. Em vì muốn kiếm tiền để trả nợ cho thằng Dương. Nó còn có một mình em là người thân thôi. Nó đang bị người ta truy sát. Em không bỏ em trai của em được. Đó là lý do em làm chuyện có lỗi với Đỗ gia. Em xin lỗi. Em sẽ đi Mỹ. Em sẽ đi với anh. Em không muốn mất anh và mất con. Em xin lỗi. Sao em vẫn chưa quay lại tìm áo cưới để lấy lại chiếc áo nữa đó hả Dương? Sao lúc nào chị cũng khăng khăng đó là do em làm vậy? Bây giờ chị muốn em phải như thế nào thì chị mới vừa lòng đây chị hai? Em không lo khắc phục cái chuyện của mình. Nếu như chuyện đến tai của mẹ thì sao? Rồi chồng em và Bảo Quỳnh nó sẽ nghĩ về em như thế nào? Sao lúc nào chị cũng lôi Bảo Quỳnh vô trong câu chuyện của em với chị hết vậy? Hay là chị đang ganh tị với em? Em không nhận ra sai lầm của mình, còn quay lại trách cứ chị một cách vô cớ như vậy. Thôi được rồi, chị mặc kệ em vậy. Chị không nói gì đến em nữa đâu. Vậy mà chị nói lúc nào chị cũng lo cho em. Chị vì em, chị lo cho em. Nhưng mà bây giờ thì sao? Chị thắng rồi đó chị hai. Nhưng mà chị thắng bằng cách như vậy, chị có cảm thấy là công bằng cho em không? Ý em nói là mẹ thiên vị chị đúng không? Nếu như em là một đứa không có thực lực, em kém cỏi, em thua chị em sẽ chấp nhận. Còn đằng này, chỉ vì mất chiếc áo ở trong vòng một mà em trở thành một đứa thua cuộc thì em không cam lòng. Đúng là chuyện này có phần thiệt thòi cho em thật. Nhưng mất chiếc áo là do em làm ra mà. Không, là do anh Tài đã giấu nó. Nếu như anh không làm chuyện đó thì chưa chắc chị đã thắng được em. Em mới chính là người được thừa kế. Em nói cái gì? Chú ba là người lấy cắp chiếc áo. Tại sao chú ba phải làm như vậy chứ? Vì anh muốn em phải đi Mỹ nên anh bắt em phải thua cuộc một cách như vậy đó. Nếu là chị có chấp nhận thua cuộc một cách tức tưởi và chịu rời đi không? Bây giờ em muốn làm sao? Em muốn tổ chức thi lại một cách công bằng. Nếu như lần này em thua, em sẽ đi cùng anh. Em sẽ chấp nhận bỏ lại tất cả, kể cả việc theo thua. Em đã nói như vậy thì chị không thể nào làm ngơ được. Chị không muốn để cho em ấm ức như vậy mãi đâu.
Đó là điều em muốn mà. Chứ mẹ thì đã giao quyền thừa kế lại cho chị rồi. Em không có làm được gì hết. Chị biết mình phải làm gì mà. Em cứ chờ đi. Để coi chị sẽ làm gì. Tôi đang đánh cược cho lần cuối này. Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN từ ngày 19 tháng 8. Cô ơi! Ủa? Trung Quân? Vô đây con. Dạ. Trời ơi! Hồi ơi! Lớn quá vậy! Dạ. Dì Hạnh có ở đây không cô? Ờ, có. Dì Hạnh đang theo trong phòng theo ở dưới xưởng á. Con muốn gặp dì Hạnh hả? Vậy con đi xuống dưới đi. Dạ, con cảm ơn cô. Ừ. Có chuyện gì vậy con? Con qua đi bằng cái gì? Dạ, con tự bắt xe tới. Dì ơi, dì sửa cái áo cho mẹ con với. Cái áo bị cháy rồi. Trời đất ơi. Tội nghiệp Trung Quân của dì. Con nhớ mẹ con quá dì. Dì sửa cho con cái áo như dì. Con còn có cái áo của mẹ con à. Dì sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà... À phải rồi, dì có cái này cho con nè. Con chờ dì một chút nha. Dạ. Con xem cái này là cái gì nè. Nó là kỷ vật cuối cùng của mẹ con đó. Mẹ con thêu cái này lúc tới đây học thêu. Chỉ thêu được tới đây thì... Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ ơi, dì ơi, con nhớ mẹ con à. Cố gắng lên nha con, mạnh mẽ lên nha. Ủa, anh Quân, em mới đến hả? Sao anh khóc vậy? À, anh đâu khóc đâu. Anh đi thả diều chơi với em đi. Đi Quỳnh à, đi. Hai đứa đi ra vườn chơi đi. Bảo Quỳnh, dẫn anh đi ra vườn chơi nha con. Dạ, đi anh. Đi anh. Em dẫn anh đi đâu vậy? Nó biết mà. Đi theo em. Hạnh nói cái áo cháy hết rồi không có sửa lại được. Anh cũng đâu có muốn đâu. Mẹ anh biết, mẹ chắc chắn. Mẹ sẽ không buồn anh đâu. Thôi anh đừng có buồn nữa. Hay là anh thả diều với em đi. Anh đồng ý không? Ừ.
Bây giờ anh thả để em giữ con diều nha. 1, 2, 3 em buông ra nha. Dạ. Chuẩn bị thả nha. Rồi. Hey. Anh. Em cười gì vậy? Mà anh xinh lè xinh lét như người ngoài hành tinh trong phim hoạt hình vậy á. Cái đó không lao được đâu. Anh biến thành người ngoài hành tinh rồi. Giờ sao? Anh không có muốn biến thành người ngoài hành tinh đâu. Thôi em nói giỡn á. Đó rửa được á. Bên kia có nước sạch kìa, anh qua rửa đi. Thùng này á hả? Đúng rồi, mà anh khờ quá đi. Anh rửa cái mặt trước đi, rồi tí về nhà anh giặt cái áo. Tải VN để xem ngay loại nội dung hot nhất tháng 9. Bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VN từ ngày 19 tháng 8.